Về cái ấn này, rất ít người biết đến. Tôi cũng đã lợi dụng tuổi già của mình. Tôi đã đọc bài báo này khi còn nhỏ. Nếu không ngay cả tôi cũng bị cái ấn này tác vào mặt. Thật là một tiểu tử nghịch ngợm. Mối thù này tôi với cậu kết rồi. Biết nhiều hơn là sai sao? May mắn trong bất hạnh, cái ấn này vẫn còn nguyên vẹn. Tiểu tử hoang dã này có thể tìm được nó, Văn Xương Công Tả Tông Đường có thể nhắm mắt được rồi. Tăng lão thải ra, trên thiên hạ hiện nay không có ai có thể xứng đáng với cái ấn này hơn ông. Cái ấn này tặng ông rất xứng đáng. Được. Tăng Vân Long ta chưa bao giờ nhận hối lộ từ bất cứ ai trong đời, càng chưa từng nhận quà của ai. Nhưng hôm nay Tăng Vân Long ta muốn phá lệ này. Cái ấn này tôi nhận rồi. Cái ấn này bây giờ và tương lai, nó đều là của ta. Lời này vang lên như sấm, đâm vào mắt và tai của mọi người. Tiểu Gia Hòa, món quà này của cậu đã chạm được đến trái tim ta rồi. Cảm ơn cậu. Tôi đã nói, chỉ có ông mới xứng đáng với nó. Lục Phi, Tăng Vân Long ta đã ghi lại tên của ngươi rồi. Hoan nghênh sau này thường xuyên đến nhà ta làm khách. Tối nay cùng ta ngắm trăng nhé. Mặt trăng năm nay phải 12 giờ mới là xa nhất. Chúng ta cùng nhau xem lúc 12 giờ. Tối nay ngủ ở nhà ta. Lời này phát ra từ miệng lão anh hùng chiến thần. Toàn trường đều biến sắc. Mọi người ở đây đều khắc sâu hình dáng của Lục Phi trong tâm trí. Cha anh ta, báo cáo giám đốc. Đã tra rồi. Đội tình báo tự mình đến núi Đế Đô, lật nền tảng cũ của bốn anh em bọn họ. Tôi không tin một người mù chữ có bản lĩnh lớn như vậy. Hãy đi sâu vào nguồn gốc của anh ta. Từ ngày anh ta được sinh ra, tôi muốn hồ sơ mỗi ngày của anh ta trong 22 năm qua. Xa hơn nữa, kiểm tra tổ tông 9 đời của anh ta. Diệp Bất Tùy hình như lại muốn tìm ông chủ Lục làm phiền. Tôi đều muốn tra nồi thần tiên. Người này thật sự nhìn không thấu. Nồi thần tiên làm còn chân thực hơn của Trương gia. Chữ vàng viết trên đó còn đặc sắc hơn cả Hạ lão. Không chỉ có quan hệ với Đấu Ngư quốc, còn để đối phương sẵn sàng tặng anh ta đao cùng đầu rồng. Điều đáng kinh ngạc nhất là anh ta còn biết bí mật lịch sử lâu đời như vậy. Hơn nữa người này là một kẻ thu gom phế liệu. Cả hai chúng ta đều bị hắn chơi rồi. Còn cái gì một đám người tầm thường. Còn có một điều anh đã quên, anh ta lại biết bệnh của tôi. Tôi vừa hỏi chị tôi nói với tôi, Của Liệt Dương thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, nhưng chị ấy chưa bao giờ biết Của Liệt Dương mọc ở quốc gia Ngọc Lục Bảo. Chị gái anh thật sự nói vậy? Đúng vậy, ông chủ Lục bí ẩn quá. Bố Lục Phi, tổ tông 18 đời đều tra rõ cho tôi. Và anh ta đã làm gì ở Cầm Thành mấy năm nay? Lấy tất cả thông tin và video về anh ta mang đến đây. Người phục vụ nói trịnh trọng, biến mất trong đám đông. Chúng ta là làm địa chất. Từ khi nào anh nghĩ đến làm đặc vụ? Người này không phải là vật trong hồ bơi, sắc hóa long rồi. Tốt nhất là cha, dùng được thì tốt, không dùng được, tôi hy vọng là dùng được, tốt nhất là vậy. Lễ tặng quà quan trọng nhất của chiến thần lão thải gia đến đây đã hạ màn. Tiếp theo đây là thời gian uống rượu. Uống ít thôi, đừng gặp rắc rối. Cút đi. Uống nữa thì cút. Tôi nói lần cuối. Ông chủ Lục, lại gặp nhau rồi. Dư Hiểu Quang, tôi không ngờ anh lại dám đến đây. Tôi đã coi thường anh. Anh hai, anh tiếp tục uống. Tôi nói chuyện với Dư Tổng. Dư Tổng không ngờ anh em chúng tôi lại đến đây phải không? Dư Hiểu Quang đối mặt với khách ở bàn này cũng rất khí khái. Dù sao hắn là ngoại khí của Tăng gia, cháu trai của lão chiến thần. Vào một dịp trọng đại như vậy, nhất cử nhất động đều thể hiện bộ mặt Tăng gia. Anh nói đúng rồi. Tôi thật sự không ngờ mấy tên rác rưởi các anh lại đến đây. Có gan. Có gan chắc chắn là có gan. Nếu không anh sẽ không bị tàn phế. Đời trước tôi có thù với cả nhà anh không? Sao anh cứ bám theo tôi như vậy? Anh nói đúng. Tôi nhất định làm cho anh không chịu nổi. Anh muốn cái gì? Tôi muốn Lý Y Tiết. Anh nằm mơ. Tôi không nằm mơ. Anh là cháu nuôi của lão chiến thần. Ông ấy cả đời này hận nhất chính là lừa nam bán nữ, cặn bã độc ác. Và cả hai anh đều phù hợp với tiêu chuẩn. Có biết tại sao lão thải gia lại nhận tôi làm cháu nuôi duy nhất của ông ấy không? Anh nói đúng. Ông nuôi tôi ngoại trừ ghét ác như thù, ông ấy còn biết báo đáp ơn. Bố tôi vì con trai ông ta mà chết, lão thải gia liền nhận tôi làm cháu nội của ông ấy. Để tôi nhắc anh, bố anh là bố anh là anh. Một con chó của Tăng gia kéo ra đều có thân phận hơn anh. Một trong những điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình chính là không giết anh ngay tại chỗ. Bây giờ cũng không muộn, anh có dám không? Xem ra đám cháy đêm qua không đủ lớn để làm anh nhớ. Mấy tên kia cùng anh thu gom rác không chết, anh là không cam tâm, đúng không? Cho nên hôm nay không phải anh chết, chính là tôi chết. Tôi cũng đã nói, anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng. Sau 3 vòng uống rượu, bầu không khí trên bàn ăn ngày càng ấm áp. Nhóm người Hoàng Quan Dương trước sau đến uống rượu với Lục Phi. Tiểu Lục Phi, hôm nay cậu có một đệ phóng vệ tinh lớn như vậy, đánh hết mặt của sư huynh đệ chúng tôi. Cậu nói tính thế nào? Vô tình đánh mặt, chỗ nào đắc tội, xin được thứ lỗi. Nghĩ đẹp đấy, khoản này sớm muộn gì cũng phải tính toán rõ ràng với cậu. Tôi đường đường là viện sĩ. Đi đi đi, đừng xấu hổ ở đây. Lục Phi, anh đã cho tôi quá nhiều bất ngờ và thú vị. Sao rồi, anh có hứng thú đến chỗ tôi làm không? Chúng tôi cần nhất một người thông thạo lịch sử và đồ cổ như anh. Cảm ơn lòng tốt của giám đốc. Lục Phi không biết từng bước, không có khả năng vào đơn vị của ông. Chuyện của anh vẫn chưa xong, hạn chế ra nước ngoài, nhờ báo cáo. Nếu tôi không nhầm, giám đốc Diệp chắc đến tuyển dụng anh. Lẽ nào các anh không phải làm với anh ta, hàng ngày xem đồ cổ, xem tài liệu, xem ghi chép, thật nhạt nhẽo, thời gian lâu sẽ bị trầm cảm. Chúng tôi ở đây vui hơn chỗ lão Diệp nhiều. Máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, cái gì công nghệ cao chơi cái đó. Những nơi lưu trú quanh năm đều là điểm du lịch.
tàu sân bay cũng không thành vấn đề. Không làm được. Theo tôi, không ai dám động đến anh em của anh. Bốn anh em chúng tôi nợ anh bốn mạng. Khi nào anh cần, cậu cứ làm đi. Lục tiên sinh, tôi đã sửa cái ghế mà anh làm hỏng. Chuyện tiền, đám nọ bà nói cho tôi rồi. Xếp luôn để trên người tôi. Lát nữa ngắm trăng tôi sẽ đưa cho anh. Sửa xong là được rồi, tiền không cần lấy nữa. Làm sao có thể, đây là của anh. Ghế của tôi đập vỡ rồi, cô sửa lại là của cô. Vậy sao có thể, anh đã tặng ông tôi một món quà tuyệt vời như vậy rồi. Chuyện chiếc ghế là do tôi. Chuyện của cái ghế, không phải việc của cô. Lục Phi có vẻ thiếu kiên nhẫn, sắc mặt không tốt lắm. Lạnh lùng thờ ơ, xin lỗi, là tôi quá bối rối. Tôi sẽ không bao giờ nói về nó nữa. Có một việc tôi muốn nhờ đại tiểu thư giúp. Anh nói, anh muốn tôi giúp gì cũng được. Đại tiểu thư, còn nhớ câu nói lần trước tôi nói với cô không? Chăm sóc con chó của cô. Lão thái gia xin người làm chủ cho tôi. Xin hãy làm chủ cho tôi. Thay đổi đột ngột, vô số người bị từ học quân này làm kinh ngạc. Một đại phú hào của Thiên Ninh tỉnh như vậy lại chạy đến chỗ lão thái gia kêu oan khiếu nại. Lão thái gia làm chủ cho tôi, vợ con tôi thực sự chết thảm quá rồi. Họ bị đối xử quá bất công. Xin lão thái gia làm chủ cho tôi. Tôi sẵn sàng quyên góp tất cả tài sản của mình cho người nghèo. Chỉ cầu lão thái gia làm chủ cho tôi thôi. Đứa trẻ nhỏ, cậu thật sự là biết chọn thời điểm. Ta đã không sinh con trong 8 năm, vất vả mới kiếm được chút tiền mời người đi ăn cơm. Cậu cứ cho tôi xem trò này. Đứa trẻ không cầu danh tiếng, có cái gì oán có cái gì thù nói ra đi. Cậu có lý tôi giúp cậu. Nếu cậu không có lý thì đừng trách tôi. Xem tình hình, chiến thần lão thái gia cũng có chút tức giận. Bất kể ai vào ngày sinh nhật của mình có loại hành vi gây rối này xảy ra đều không có tâm trạng tốt. Vì vậy từ học quân lớn tiếng nói ra nguyên nhân và kết quả của sự việc. Chính là tập đoàn An Hà 3 năm trước nhắm vào mảnh đất của anh ta. Hắn không chịu bán, đêm đó vợ và con gái anh bị xe ben đâm chết. Chào anh từ học quân, tôi là phó tổng tập đoàn Vân Long, bộ trưởng bộ pháp lý Ân Quyền Long. Làm ơn nói tiếp đi. Sau đó như thế nào? Không còn sau đó nữa. Công ty bảo hiểm bồi thường cho tôi 2 triệu. Tài xế đó đã vào tù. Từ học quân, anh có xác nhận Lưu Lập Vĩ là người của tập đoàn An Hà sao? Tôi cũng đã nhờ thám tử tư điều tra Lưu Lập Vĩ. Hắn đúng là người của tập đoàn An Hà. Người này, bây giờ anh ta vẫn đang làm quản lý dự án của tập đoàn An Hà, chịu trách nhiệm phát triển quận Tây Thành. Anh chỉ dựa vào một câu nói của Lưu Lập Vĩ, anh nghĩ rằng vợ và con gái của anh chết không thể thoát khỏi liên can với tập đoàn An Hà, đúng không? Đó là những gì họ làm, đó là những gì tập đoàn An Hà làm. Vậy anh có bằng chứng gì không? Ngày thứ 3 tôi còn ở nhà tang lễ sắp xếp hậu sự của vợ và con gái tôi, Lưu Lập Vĩ liền tìm đến cửa. Lưu Lập Vĩ hắn đe dọa tôi ký vào giấy tờ bán lại, còn nói lần này là vợ và con gái tôi, lần sau là bà mẹ 70 tuổi của tôi. Đó là những gì anh nói, có bằng chứng thực tế nào không? Có thể có bằng chứng gì? Tôi dám có chứng cứ gì? Tập đoàn An Hà làm việc không dò gì. Tôi không có bằng chứng gì cả. Lão thái gia tôi hỏi xong rồi, có đề nghị gì không? Ông từ học quân không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những gì anh ta trải qua có liên quan đến tập đoàn An Hà. Nếu không phải họ thì ai? Lão thái gia người phải làm chủ cho tôi. Nếu tôi nói nửa câu nói dối thì thiên lôi đánh tôi 5 cái. Tập đoàn An Hà là một căn bệnh ung thư lớn, ai trong số các người không biết, nhưng không ai dám lật đổ nó cả. Từ học quân không bằng không chứng, không có gì bất ngờ khi bị kéo đi, hắn đời này coi như là hủy rồi. Tăng lão, một câu chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến lễ mừng thọ. Nhớ năm đó khi tôi vừa muốn động phòng thì bị quỷ chạm vào. Lão tử không mặc quần, nhặt súng lên và xử lý. Chuyện này thì có đáng là gì? Tôi ngưỡng mộ nhất trong đời là tính khí của ông anh đó. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Một số việc nhỏ chúng ta không cần quan tâm, ăn no uống no đủ cùng nhau ngắm trăng thôi. Hôm nay hai anh em chúng ta có thu nhập rất cao, nhưng thứ này thật sự đáng tiền. Lần này có thể xây thêm 10 con đường, 20 cây cầu. Tôi thích nghe điều đó. Hai mạng người, nói không thì không. Trong mắt hạ lão, một câu chỉ là chuyện nhỏ là xong sao? Lục Phi vừa mở miệng lại thu hút sự chú ý của toàn trường. Tiểu tử hoang dã, cậu muốn nói cái gì? Tôi muốn hỏi hạ lão, trong suy nghĩ của ông cái gì mới là đại sự? Là sinh mệnh hay là sinh nhật? Vẫn phải chén chú chén anh, tôi vệ thái bình. Vô khứa. Tiểu tử hoang dã, cậu đây là đang muốn đòi lại công đạo sao? Ông nói đúng rồi, tôi chỉ là đòi lại công đạo cho từ học quân. Đường lớn không bằng phẳng ai cũng dẫm. Tôi vệ thái bình có ích gì, ngoại trừ đấu tranh lại bất công? Hạ lão nghĩ tôi còn có thể làm gì nữa? Tiểu tử hoang dã, cậu bản lĩnh không nhỏ, miệng lưới cũng rất biết nói. Được, cậu có can đảm, cậu có thể chịu đựng được không? Ủa? Sao nào? Hạ lão nhanh như vậy liền thừa nhận mình nói sai rồi, hay ông sợ tôi sẽ nói tiếp? Tiểu tử hoang dã, cậu là người thông minh, lời không nên nói hết. Độc thân không thể chịu được cát, đều thổi đến tận xương, thậm chí nói cũng không được sao? Ngày vui lớn, đủ là đủ. Hạ lão ông sợ rồi. Cậu nói đùa, tôi thừa nhận cậu có một số khả năng, nhưng khả năng của cậu vẫn chưa lên sàn được. Bản lĩnh của tôi không cần ông đánh giá. Đừng coi hào cảm của tôi đối với cậu làm vốn để cậu làm sàng bậy. Cậu vẫn chưa đủ tư cách. Lão thái gia mừng thọ đại hỉ, đừng có bày trò với tôi. Nói 1.000 nói 1.000, ông vẫn là sợ. Ông có dám thừa nhận ông sợ tôi nói những điều không nên nói trước mặt nhiều người như vậy? Lục Phi, lão hạ để cậu ta nói. Cậu ta đến vì tôi. Lão thái gia, lời của tôi có chút nặng, hy vọng ông không phiền. Nói. Lão thái gia thật có nhãn quan tinh tường. Ông cho rằng lời nói của từ học quân kiện tập đoàn An Hà là thật hay giả? Lục Phi tiên sinh, về những gì anh nói, tôi sẽ giải thích cho anh.
Tôi chờ chính là anh. Vì vậy Ân Quyền Long nói một đống cái gì, lão thái gia khoan hồng đại lượng, thế nào tốt cái gì, hỏi Lục Phi có bằng chứng gì không, sao lại nghi ngờ lão chiến thần như vậy, để bôi nhọ ông ấy. Sau đó một nhóm người tố cáo Lục Phi. Lúc này Tăng Tử Mặc lên tiếng. Ông nội, Lục Phi anh ấy say rồi, con đã nhìn anh ấy suốt thời gian qua, anh ấy đã uống hơn 7 ly rượu rồi. Nói chuyện nhảm. Mặc Mặc, có phải con thích đứa trẻ này rồi không? Ngay cả cậu ta uống nhiều rượu, con cũng biết rõ như vậy. Tăng Tử Mặc mặt đỏ bừng, xinh đẹp không diễn tả được, trong ánh chuyển động lộ ra một chút ngượng ngùng. Lão chiến thần thở dài, nhìn vào hóa thạch sống hạ đỉnh. Hai lão già trăm tuổi nhìn nhau đều vui. Đứa trẻ này cứng cỏi ngay thẳng quá, dễ gãi. Nhưng theo hiểu biết của tôi, tiểu tử hoang dã này rất giỏi về đồ cổ và lịch sử, quả thực có chút năng lực, đào tạo thật tốt, tương lai ở phân đội địa chất Sơn Hải vẫn là quá đủ. Cương trực có thưa, sức mạnh không đủ, không biết nhìn thời thế, đánh giá xấu. Mặc Mặc nói cậu ta uống nhiều rượu, có thể là nguyên nhân này. Rượu làm cho kẻ hèn nhát càng dạ, cộng với là kẻ nghiện rượu, loại người này không có tương lai. Ông nội, anh ấy tặng ông cái án là tốt nhất. Con vẫn chưa nói với ông nội, con có thích cái này hay không? Thằng nhóc đầu vuông, ông nội trước đừng nói cái này. Ha ha, nếu con thích đứa trẻ ngu ngốc này, vậy thì hãy cho cậu ta một cơ hội. Lục Phi, chuyện này đã qua rồi, ông nội đã tha thứ cho anh. Lời này vừa nói, nhiều quan khách giật mình, nhìn về phía lão chiến thần. Lục Phi này, may mắn quá tốt, đã phạm sai lầm lớn như vậy đều có thể được lão chiến thần tha thứ, rất được nuông chiều. Thiện ý của tiểu thư, Lục Phi xin nhận. Ân Quyền Long, vừa rồi lời của anh nói xong rồi, bây giờ đến lượt Lục Phi tôi hỏi anh rồi. Lục tiên sinh, xin hãy nói. Ân Quyền Long, anh vừa nói tập đoàn Vân Long của anh đối với tập đoàn An Hà có sự quản lý và giám sát chặt chẽ, vậy sau đây xin hỏi, anh có dám đảm bảo tập đoàn An Hà chưa bao giờ làm tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn Vân Long không? Có chuyện gì trái nguyên tắc của tập đoàn Vân Long không? Lục tiên sinh, bất kỳ công ty nào cũng đều có một số vấn đề, nhưng tôi dám đảm bảo là tập đoàn An Hà dựa trên nguyên tắc chung, về vấn đề nguyên tắc đúng sai, tuyệt đối không có làm gì quá đáng. Được, nói hay lắm. Tôi hỏi anh có dám dùng đầu của mình đảm bảo không? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.